Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày vừa qua, không riêng gì người dân thủ đô Hà Nội mà trên khắp các tỉnh thành ở miền Bắc đều có kiểu thời tiết đặc trưng của những ngày mùa thu Bắc Bộ. Bầu trời quang đãng ít mây, cái nắng hanh vàng xuất hiện ngay từ sáng sớm và kéo dài cho đến chiều muộn. Trong 2 ngày nghỉ cuối tuần này, thời tiết sẽ tiếp tục duy trì ổn định. Đêm và sáng trời hơi se lạnh cùng với gió thổi nhẹ nên bầu không khí khá thoáng đãng và dễ chịu. Có vào ban ngày trời quang mây, nắng xuất hiện sớm và nhiệt độ sẽ tăng dần lên mức 30 đến 33 độ. Cùng với nhiệt tăng thì độ ẩm trong không khí lại giảm xuống mức 50 đến 55% nên cảm giác hanh khô vào trưa chiều. Từ khoảng chiều tối ngày chủ nhật, khối không khí lạnh có khả năng được bổ sung nhưng với cường độ yếu và lệch đông nhanh nên hầu như không ảnh hưởng nhiều đến thời tiết nước ta. Ngoại trừ các tỉnh vùng núi phía Bắc, trời sẽ chuyển nhiều mây hơn và một vài nơi có thể có mưa rào nhẹ trong khoảng tối muộn về đêm. Sang những ngày đầu tuần tới thì thời tiết lại trở lại trạng thái ít mây, ban ngày thì trời nắng nhiều. Thời tiết nói chung khá thuận lợi cho giao thông cũng như là các hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên lưu ý là ở khu vực vùng núi cao, trời vẫn còn khá lạnh, kèm theo sương mù vào sáng sớm nên có thể gây hạn chế tầm nhìn. Do đó khi lưu thông, quý vị mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng cũng như là chú ý quan sát và hạn chế tốc độ trên đường đèo dốc để đảm bảo an toàn. Với các tỉnh thành miền Trung, sau những ngày mưa nhiều và ẩm ướt thì từ hôm nay cho đến ngày 20, thời tiết sẽ chuyển hẳn sang trạng thái khô ráo và có nắng nhiều. Các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế thì thời tiết sẽ gần giống với các tỉnh Bắc Bộ. Đêm và sáng nhiệt độ chỉ ở vào khoảng 22 đến 25 độ, trời hầu như không mưa. Sáng sớm thì có thể xuất hiện sương mù nhẹ, ban ngày ít mây, trời nắng nhiều. Nhiệt độ cao nhất ngày sẽ tăng lên mức 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Tại các tỉnh ở phía Nam, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mưa rào nhẹ vẫn có khả năng xảy ra vài nơi vào chiều tối, nên nhiệt độ ít biến động. Cao nhất trong ngày vẫn phổ biến dao động từ 31 đến 34 độ. Bà con có thể tranh thủ những ngày nắng ráo không mưa để mà hong phơi nông sản, tránh ẩm mốc sau chuỗi ngày mưa ẩm kéo dài. Đến với khu vực vùng cao Tây Nguyên, tiết trời trong những ngày nghỉ cuối tuần này kéo dài sang đến những ngày đầu tuần tới vẫn sẽ rất thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của người dân cũng như là khách du lịch. Trời ít mưa, ban đêm thì hơi se lạnh với nhiệt độ trong khoảng 20 đến 23 độ. Còn vào ban ngày thì trời nắng nhiều nhưng mà không gắt. Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 28 đến 31 độ. Tại Nam Bộ trong 3 ngày tới thì thời tiết cũng sẽ tốt hơn. Ban ngày thì trời có nắng từ khoảng 8 giờ sáng đến 15 giờ và từ sau 15 đến 16 giờ chiều thì mưa dông mới xuất hiện rải rác trên khu vực. Nhiệt độ trong ngày ít thay đổi, sáng sớm trời mát mẻ, cảm giác hơi oi nóng chỉ xuất hiện trong khoảng một vài tiếng giữa trưa với mức nhiệt dao động từ 30 đến 33 độ. Và cuối cùng là những thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị và bà con ngư dân, trên khu vực Biển Đông, cơn bão Koppu hiện có vị trí ở phía đông biển Philippines vẫn đang di chuyển chậm về phía Tây, nên trong 3 ngày tới thì vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc và giữa Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 6 đến cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động rất mạnh. Các tàu thuyền không nên di chuyển vào khu vực này. Trong khi đó, thì khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông xuất hiện dưới diện rải rác, làm cho tầm nhìn giảm thấp từ 4 đến 10 km trong mưa. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết của ngày hôm nay. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.